The Music xin chào anh em nhá. Video clip của buổi chiều ngày hôm nay thì Hiếu lại tiếp tục tiếp thị giới thiệu tới anh em một cặp loa MR925 tuyển chọn. Nói đến MR925 thì là một trong những phân khúc một bát 40 đơn, một chép kèn, chơi gia đình cực kỳ ngọt ngào, chi tiết. Rất nhiều anh em đã sử dụng cặp loa MR925 rồi thì cơ bản biết về chất âm của nó. Đôi này anh em thực hiện vừa nghe nhạc được và karaoke tốt anh em nhá. Và kích thước của nó thì cơ bản gọn gàng. Anh em nhu cầu đầu tư mua thì Hiền Mưu vừa cập bến cặp này với giá cũng cực kỳ yêu thương. Anh em nếu mua thì liên hệ nhá. Và đặc biệt là về thêm một cặp loa nằm cũng của JB xịn sò luôn, sấy một bát 30 nhưng 4 tép giấy. Đôi này bác nào chơi âm lịnh được mà cục đẩy công suất tầm 500W là chơi nó cực kỳ phê luôn. Đối với dòng bát 30 thì tép giấy này thì tiếng tép nó mịn màng, dẻo. Anh em nào có vị trí kê kích chơi đồ này cũng ok luôn. Hàng xịn sò anh em nhá. Đôi này là đôi Patson 12 bát 30. Thì Miu giới thiệu hôm nay là về hai cặp thôi nha anh em nhá. Anh em nhu cầu mua thì liên hệ bên em. Bên cạnh đó thì Miu còn rất nhiều những mặt hàng khác nữa thì cũng tiếp thị nhanh vậy. Nơi xin chào anh em.